Câu 2 là câu về bài toán về mô hình kinh tế input-output hay còn gọi là mô hình cân đối liên ngành. Trong đề bài người ta cho cái ma trận hệ số kỹ thuật A và cái ma trận cầu cuối là B, là cái giá trị cầu cuối của mỗi ngành và đơn vị trong trường này là tỷ đồng. Thì trong câu A, câu 2A này thì người ta hỏi là giá tính cái giá trị tổng cầu của ngành 1. Để tính được giá trị tổng cầu của ngành 1, chúng ta đi tìm cái ma trận E chữ A mũ chữ 1 và chúng ta đặt cái ma trận C bằng E chữ A và nó bằng đây chính là ma trận đơn vị E và trừ đi ma trận A và ta sẽ thu được kết quả nó là một cái ma trận cấp 3 nhân 3 ở đây. Cái này thì chúng ta tính cái định thức của ma trận C ra thì chúng ta tính được kết quả định thức của ma trận C đây. Thì nó sẽ thu được kết quả là bằng 0,25 và nó có giá trị khác không. Như vậy rõ ràng là cái ma trận C này nó tồn tại cái ma trận nghịch đảo. Do là chúng ta chỉ cần tính giá trị tổng cầu ngành 1, cho nên là chúng ta sẽ chỉ cần phải đi tìm cái phần tử thuộc dòng 1 của ma trận C sau để tìm được cái phần tử thuộc dòng 1 của ma trận C mũ trừ 1. Thì các phần tử thuộc dòng 1 của ma trận C sau ấy nó sẽ được tính bằng cách là C sao 1,1 thì nó bằng cái phần bù đại số C lớn 1,1 và nó sẽ bằng trừ 1 mũ 1 cộng 1 và nhân với cả phần phần bù. Cái phần bù thì M11 thì nó bằng cách là chúng ta xóa đi dòng 1 của 1 thì chúng ta thu được 0,8 trừ 0,1 trừ 0,3 và 0,6. Và tính toán ra được kết quả lúc này nó bằng 0,45. Thế còn cái C sao 1,2 thì nó bằng cái phần bù C21. C sao 1,2 thì bằng phần bù C21 và được tính dưới dạng đấy là trừ 1 mũ 2 cộng 1 và nhân với phần bù M21. Thì phần bù M21 thì được phép chúng ta tính bằng cách là chúng ta xóa đi dòng 2 và cột thứ nhất. Khi xóa đi dòng 2 và cột thứ nhất của ma trận C thì lấy định thức thì chúng ta thu được nó là 0,2 âm 0,2 không phải âm 0,3 âm 0,3 và 0,6. Và tính toán ra thì chúng ta được kết quả là 0,21. Tiếp theo chúng ta tính C sao 1,3 thì nó chính là bằng phần bù đại số C31 và chúng ta tính thông qua cái phần bù M31 thì bằng cách là chúng ta hiệu chỉnh cái dấu của nó bằng trừ 1 mũ 3 cộng 1 và nhân với cả cái phần bù là xóa đi dòng 3 và cột thứ nhất. Xóa đi dòng 3 cột thứ nhất, chúng ta thu được các phần tử là âm 0,2, âm 0,3, 0,8, âm 0,1. Tính toán thì chúng ta ra được kết quả lúc này C sao 1,3 nó bằng 0,26. Thì theo công thức tính cái ma trận nghịch đảo, chúng ta có được C trừ 1 thì nó bằng là 1 chia đét C mà nhân với C sao. Hay nói cách khác thì chúng ta có được trong trường này ấy, dòng 1 của ma trận C mũ trừ 1 thì được tính theo cái dòng 1 của ma trận C sao. C mũ trừ 1 dòng 1 thì nó chính bằng là 1 chia cho det C, tức là 0,75. Mà nhân với cả dòng 1 của ma trận C sao, dòng 1 của ma trận C sao chính là 0,45, 0,21 và 0,26. Thì chúng ta thu được cái giá trị ở đây nó là 1,8, 0,84 và 1,04. Như vậy thì cái giá trị tổng cầu của ngành 1 lúc này chính là x1. Thì nó bằng C trừ 1 dòng 1, tức là E trừ A mũ trừ 1 dòng 1 nhân với B. Thì chúng ta thấy là theo công thức thì X lúc này chính bằng là E trừ A mũ trừ 1 mà nhân với B. Thì MX, ma trận X thì chính là ma trận tổng cầu, nó bằng X1, X2, X3. Hay nói khác là lúc này X1 nó đóng vai trò là dòng 1 trong cái ma trận X. Như vậy dòng 1 trong ma trận X thì nó được tính thông qua cái dòng 1 trong ma trận E chữ A mũ trừ 1 hay ma trận C mũ trừ 1 và nhân với cả ma trận B. Và khi đó thì chúng ta tính lấy cái dòng 1 trong ma trận C mũ trừ 1 và nhân với cả cái cột ma trận cầu cuối B thì chúng ta thu được giá trị là 179,2 tỷ đồng. Hay nói khác là giá trị tổng cầu ngành 1 lúc này nó là 179,2 tỷ đồng. Thì chúng ta lấy 1,8 x 30 cộng 0,84 x 50 cộng 1,04 x 80.
Trong câu 2B thì đề bài bắt chúng ta tính các tổng các phân tử thuộc cột 1 của mặt trận A và giải thích ý nghĩa kinh tế của cái phần tử của cái giá trị mà vừa tính được. Thì chúng ta thấy là các phần tử thuộc cột 1 của ma trận A thì chính là 0,2, 0,4 và 0,1. Như vậy thì tổng các phần tử thuộc cột 1 của ma trận A lúc này nó chính là A11 cộng A21 cộng A31 chính bằng 0,2 cộng 0,4 cộng 0,1 bằng 0,7. Thì cái giá trị này nó cho biết đến là để sản xuất ra một cái đơn vị giá trị sản phẩm thì ngành 1 cần sử dụng 0,7 đơn vị giá trị sản phẩm của các ngành làm đầu vào sản xuất. Giá trị này thì còn có thể được gọi nó chính là cái tỷ phần chi phí của ngành 1 trong cái tổng cầu. Còn nếu mà chúng ta biểu diễn ra thì chúng ta thấy là cái A11 thì chính bằng X11 mà chia X1, A12 thì chính bằng X21 mà chia cho X1, A31 thì chính bằng X31 mà chia cho X1. Như vậy thì cái giá trị này chính bằng X11 cộng X21 cộng X31 mà tất cả chia cho X1. X1 thì X1 đóng vai trò đến là cái sản phẩm giá trị sản phẩm mà do ngành 1 sản xuất ra, hay nó chính gọi là cái tổng cầu của cái ngành 1. Thế còn X11 tức là cái giá trị sản phẩm của ngành 1 mà ngành 1 cần dùng cho sản xuất, giá trị sản phẩm ngành 2 mà ngành 2 cần dùng cho sản xuất, giá trị sản phẩm của ngành 3, giá trị sản phẩm của ngành 2 mà ngành 1 cần dùng cho sản xuất, giá trị sản phẩm ngành 3 mà ngành 1 cần dùng cho sản xuất. Như vậy thì để sản xuất ra được một đơn vị giá trị sản phẩm của ngành mình thì ngành 1 ấy, nó sẽ cần sử dụng đến là 0,7 đơn vị giá trị sản phẩm của ngành khác làm đầu vào.